Qua. Ủa ba? Ừ, dạ ba. Ba. Ba mới đi ra ngoài sau gỡ câu, được con cá lớn quá nè. Con coi mần nấu canh chua đi. Dạ. Ờ nè Thanh à. Dạ. Rồi má con nói làm sao? Dạ. À, má con đồng ý cái vụ xính lễ rồi. Má con còn gửi lời hỏi thăm ba nữa đó. Má con hỏi thăm hay là con hỏi thăm? Con đừng có xạo. Ba già đầu hai thứ tóc rồi, không có dễ gạt đâu. Dạ. Qua. Dạ. Con qua đó bà có nói gì con không? Dạ má bình thường mà ba. À má còn cho con tổ yến về chân tạm bổ cho em bé nữa. Kể ra má cũng không đến nỗi tệ. Dạ. Thiệt ra thì má con thương cháu lắm ba. Mai mốt mà qua về ở với má con á, bảo đảm là má con thương qua y như là thương con của mình à. Ba cũng mong là được như vậy. Dạ. À, con xuống làm cá nha ba. Ờ em, cho anh xuống phụ em nha. Thôi, anh có biết làm đâu. Thì anh ngồi đó em sái gì anh phụ. Hoặc là anh ngồi anh quạt cho em mát cũng được. Phụ được thì cứ phụ hoài nghe chưa. Chứ đừng có cưới được về rồi á, thay lòng đổ dạ, ba không chịu đâu đó. Dạ, con hứa với ba yên tâm đi. Cả cuộc đời con chỉ yêu mỗi mình qua thôi. Anh này kỳ cục. Mà thằng Tốt đâu rồi? Dạ, anh mới tráng xong sàn nước rồi anh đi về rồi ba. Cái thằng thiệt là tốt, giống y như cái tên nó vậy. Dù gì mình cũng có lỗi với nó trước. Nè, sau này ba có chết, hai đứa cũng ráng giữ tình giữ nghĩa với cậu cháu nó nghe chưa. Dạ. Dạ con đi xuống làm cá. Ừ.